Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 càn quét, việc bao phủ vaccine là điều nên làm vào thời điểm này. Theo người đứng đầu chính phủ, trước khi mở cửa hoạt động tự do, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ thần tốc tiêm vaccine trong năm 2022. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thử thách khi vừa phải phòng chống dịch vừa lo phục hồi phát triển kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 10 điểm sáng của năm 2021. Trong đó, trước hết ông nhắc đến việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đẩy nhanh ngoại giao và tiến trình tiêm vaccine, điều chỉnh được chiến lược phòng chống dịch, ban hành các gói hỗ trợ, tạo điều kiện khôi phục kinh tế xã hội. Thủ tướng chia sẻ và nói thêm, các biện pháp phòng chống dịch liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Dịch COVID-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta, những thời điểm quan trọng chúng ta buộc phải quyết đoán đưa ra những quyết định hết sức khó khăn, báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng cho rằng phải xác định khó khăn thách thức nhiều hơn, thuận lợi, cơ hội để có mục tiêu giải pháp phù hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Tiếp tục quán triệt đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, cá thể hóa trách nhiệm, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đề cao nhiệm vụ phòng chống dịch, Thủ tướng cho rằng phòng chống phải an toàn, linh hoạt, hiệu quả thì mới có thể khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, trong đó vaccine là hết sức quan trọng. Thủ tướng nêu quan điểm, muốn mở cửa khôi phục các hoạt động bình thường thì không còn cách nào khác là phải thần tốc thực hiện tiến trình vaccine. Khi đã bao phủ được vaccine, có các loại thuốc điều trị được cấp phép cộng với ý thức người dân, chúng ta sẽ yên tâm mở cửa. Vậy để mở cửa hoạt động bình thường, chúng ta cần phải nhấn mạnh, cần thần tốc tiêm vaccine, chuẩn bị sớm thuốc chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng đầu cơ. Cùng với đó, Thủ tướng đồng thời yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào Tết Nguyên đán, quản lý tốt các lễ hội và chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Trong bối cảnh căng thẳng của đại dịch COVID-19, việc mua sắm vật tư y tế là điều cần thiết. Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh việc mua sắm vật tư là điều cấp bách vì chúng liên quan đến sức khỏe của người dân. Quan trọng hơn hết, cần phải thực hiện đúng quy định và nghiêm cấm các hành vi tư lợi. Theo Bí thư Hà Nội, dịp Tết Dương lịch vừa qua, các cấp các ngành và người dân thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa không để xảy ra tụ tập đông người. Bên cạnh đó, các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ F0, điều trị tại nhà, các lực lượng tuyến đầu như công an, quân đội, y tế, các tổ chức COVID-19 cộng đồng, hỗ trợ quản lý F0 tại nhà tiếp tục đóng góp quan trọng giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch bệnh. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng biểu dương ngành y tế đã ban hành quy trình, tập huấn, tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi đến điểm tiêm phòng, góp phần làm giảm số lượng người nguy cơ cao chưa tiêm vaccine từ 23.000 xuống chỉ còn 15.000 người. Hoan nghênh các doanh nghiệp hỗ trợ và thành đoàn Hà Nội có sáng kiến lập trạm ATM oxy miễn phí. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca F0 phát sinh hàng ngày tăng cao, số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới, để vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trước hết là chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn. Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp rà soát vật tư y tế tiêu hao để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư xét nghiệm, tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết, cấp bách vì liên quan đến sức khỏe tính mạng của người dân, nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch. Thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như vậy, cần các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp kiểm tra, đảm bảo chất lượng vật tư y tế để tránh tình trạng không đảm bảo ảnh hưởng đến người dân. Hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều ca mắc COVID-19 có diễn biến nặng, cần can thiệp của máy móc y tế hiện đại. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức lại bệnh viện dã chiến số 14 theo mô hình tháp 3 tầng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký quyết định về việc tổ chức lại bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14 thành bệnh viện dã chiến 3 tầng, số 14, trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức lại bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14 thành bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 trực thuộc Sở Y tế từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 với tên gọi bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14. Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 có quy mô 1.600 giường bệnh, trong đó 600 giường hồi sức tích cực, 1.000 giường thu dung điều trị người bệnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ, vừa, nặng, với 1.350 nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác. Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 không có triệu chứng và người bệnh mức độ nhẹ, vừa, nặng, nguy kịch theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc khám chữa bệnh cho người bệnh, bệnh viện đảm bảo các cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và đồ ăn thiết yếu cho người bệnh và các nhân viên y tế liên quan.